Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy để điện thoại Google Pixel 4 là được chờ thay mới loa ngoài, sửa lỗi hỏng loa ngoài, loa trong trên điện thoại Google Pixel 4 tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần loa trong, loa ngoài của điện thoại Google Pixel 4 lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới loa trong, loa ngoài, sửa lỗi hỏng loa trong, loa ngoài trên điện thoại Google Pixel 4. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Đối với khách hàng ở xa cũng điều kiện đến với di động cao cấp.vn cần thay mới loa trong loa ngoài cho Google Pixel 4. Quý vị các bạn có thể liên hệ 0961234534. Chúng tôi chuyển loa trong loa ngoài trên điện thoại Google Pixel 4 đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.